Dạ xin mến chào tất cả cô chú, rất vui được gặp lại cô chú trên kênh á. Hôm nay tiếp tục mình vẫn ghé lại vườn của anh Bình nữa để giao lưu cô chú. Hôm nay cũng có một số cây mới nữa, rất mong cô chú xem ủng hộ cho anh trong clip hôm nay ha. Đó. Thì mặt hàng cũng đa chủng loại. Rồi em chào anh Bình ơi. Rồi em mến chào tất cả các bà con đang xem kênh à. Tiếp tục hôm nay em giao lưu một lô mini giá rẻ nữa nha bà con. Dạ. Cái này bán cây giá rẻ bà con ơi. Rồi. Thì hôm nay là mã tiếp theo, mã số 26Z nha bà con. Thì bà con liên hệ mua cây qua số điện thoại là 0939442212 nha. Mã số 26Z là một cây me nha bà con, me là chắc me ngọt ha, đọt đỏ nha. Chiều cao cây là 29, chiều dài tán này là 56. Đây, cái đọt nó đỏ này nha, giờ này nó ngủ, cái, xếp lá ngủ rồi. Cây rất là già cây. Cái này già cây mà quái cây ha. Tổng cái hoành cũ này là 22, 23 rồi nha. Cái hoành thân vị trí này là 16, 17 rồi. Thì cây này cây dáng đổ lơi nha bà con. Đó, rất là đẹp luôn. Cũ khá quái đẹp nha. Thì cái này em giao lưu bà con giá 550.000, em bao ship toàn quốc nha. 550.000. Mã số 26Z nha bà con. Dạ. Rồi, rồi. Cây đổi luôn. 27Z, cây này cũng đồng giá là 550.000 luôn nha bà con, cũng đọt đỏ luôn nha, me nha. Đó, dáng đổ nha. Chiều cao cây là nó 34 nha. Cây này rất là già cây à, tán ngang như gì là 48, chi cành đều hết trơn ha. Dạ đúng rồi. Hoành vị trí này là 13. Cái này thì có thân, cốt đẹp nhưng mà cái đế nó cũng được thôi nha bà con. Thì cái này em giao lưu bà con giá 500, em bao ship toàn quốc nha. 500 thôi. 500. Dạ. Dạ. Hai cây luôn đi, trúc lên hai cây. Rồi ta cặp 28, 29 nha bà con. Dạ. Là me một cặp trúc đùi ếch nha. Cặp này khá cao, đẹp nha. Cao là 52, ngang như vậy là 36 nha. Hoành tổng này là nó 32, thì một cặp này giao lưu bà con giá 600.000 nha. Là năm thân hết nha bà con. 600. Dạ đúng này rồi. Vô chậu này chơi cũng được mà trồng trước nhà cũng hay lắm. Này vô chậu nhỏ nhìn rất là đẹp nha. Clip này được hai cặp nha bà con, mã số 28, 29 nha. Lên 30, 31 nha bà con. Đây. Cặp này cây mập mập không nha. Cao là 40, tán ngang như vậy là 28. Này cao khoảng 46 nha bà con. Đó, năm thân, đang lên măng nữa này nha. Nó già cái đó lên màu vàng đẹp lắm. Đúng rồi, nó già thì lên màu vàng. Đó, đang lên măng lên nha. Đó, cặp này cũng đồng giá 600 nha. Em bao ship toàn quốc nha. Dạ. Rồi, đợi dạ. Cây. Rồi, tiếp theo. 32. Lên cặp luôn đi, bán cặp luôn. 32, 33. Đó, lên Samsung Mini nha bà con. Đó, cây này cây dáng trực bài nha. Rất đẹp luôn. Cây này nuôi đừng cái là nuôi rất là già rồi, này em ép vô chậu này nha. Cao là 13, tổng chiều dài tán là 28 nha. Hoành tổng này là 17 nha bà con. Đó bà con mình xem đây ha. Cốt cành rất là to, dạ cái này đẹp nha. Đây mặt sau đây. Dạ. Thì một cặp này em giao lưu bà con giá là 700 nha. Đây. 700 thôi. 700 một cặp con chậu này nha. Một cặp. Khá là đẹp nha bà con. Dạ. Cái này em vô chậu thì nó hơi buồn buồn tí này, thời gian nữa thì nó 34, 35. Mình tàn lên nhìn rất đẹp nha. 34, 35 nha. Đó, cũng đồng giá luôn nha bà con. Cái này lùng rất là lùng luôn. Cao như gì? Đó là 17 ha, ngang gì là 20. Còn cái nó cao khoảng 9 thôi nha. Ngang gì 14 nha. Đây. Sườn ở đây. Này đừng cái nó già, nuôi lâu nha bà con. Dạ. Này cũng vậy đây. Lùng lực ha, cốt cành to ha. Đây, nằm lên cái chậu này rất đẹp luôn. Đó. Rồi. Rồi, đồng giá là 650 nha. 650 hai cây luôn. Dạ. Hai cái chậu luôn anh ha. Hai cây luôn đi. Rồi, tiếp tục luôn. 36, 37. 36, 37. Chiều cao là 21, tán ngang như vậy là 40. Mấy cái này tàn thì khỏi nói luôn, rất là mình. Hoành là 20, yếu tí nha, 18 nha bà con. Thì cái này nó na ná với nhau. Thì một cặp em sẽ giao lưu với bà con có giá là 800 nha, em bao ship mình toàn quốc nha bà con. Chiếu thủy trung nục. Cặp 800 thôi anh hả? Một cặp 800. Đây, vàng xương ở đây. Quá dễ chơi hả cô chú? Rất là dễ chơi luôn. Em bao ship là 800 ngàn cặp nha. Giá báo sát em không có giảm nha bà con. Mã số 36 ha. Dạ rồi. Rồi. Tiếp theo 37. 38. 38. 38 là cây sam trái nha bà con. Đang lên trái ha, sam trái sụt, đang lên trái rất nhiều luôn. Chiều cao này là 22, tổng chiều dài tán này là 49 nha. Đó. Rồi. Trái em thấy cây này nhiều anh ha. Đây, hoành là 17 nha. Lên rất là đầy chú ơi. Đây. Mình xem ha. Đường thân co lắc rất đẹp luôn.
Đó, thì cây này thì em giao lưu với bà con có giá là 800, em bao ship toàn quốc nha. Dạ, cây okay, như thế này. Trái xù nha. Xù luôn, chi à. Cành như thế này mà 800 thôi chú ha. À, 800 ngàn, dạ. Bao ship toàn quốc luôn nha. Trái thì đang lên rất là nhiều. Rồi tiếp theo cái bông giấy nha bà con. Mã số 39 Z nha. Cao như gì? 76, 8 ngàn, 53. Hoành vị trí này là 16 nha. Thì cái này em giao lưu với bà con có giá là 400 ngàn không chậu nha. Em bao ship cho mình toàn quốc luôn. Nè em bó bầu cho đi nha bà con. 400 anh hả? 400, mã số 39 Z nha. Rồi đợi cây. Giấy Mỹ ghép cẩm thạch theo chứ. Rồi 40 Z là một cây sam hương Đài Loan nha bà con. Ở sam hương Đài Loan, cây này thì phơm tàn ấm mịn rồi nha. Chiều cao của cây, chiều cao cây là 44 nha. Chiều dài tán này là 96 nha. Tán ngang này nó là 50. Đó, đường thân co sắn rất là đẹp nha. Đó, cái này thì nó sửa thân sửa đế từ nhỏ nha. Rồi em đo cái hoành đây nha. Cái hoành vị trí này là khoảng 29 nha bà con. Dạ. Cái này thì em giao lưu bà con giá là 2 triệu mốt. Em bao ship toàn quốc, em bỏ bầu cho đi nha. Đó, mã số 40 nha bà con. 40 Z nha. 2 triệu mốt thôi anh hả? 2 triệu mốt. Cây sam rất là to. Sam hương rất là to. Dạ. Rồi đỡ cây. Rồi, tiếp theo là một cây trang nha bà con. Cây trang Mỹ Cam. À, bông này thì đi xa có thể là rụng bông nha. Về mình cun tỉa lại lên bông mới nha bà con. Này rất là dễ lên bông. Chiều cao là 74, tán ngang này là 79 nha. Hoành là 11. À, cây này thì em giao lưu với bà con có giá là 350 ngàn bao ship toàn quốc luôn. 350 thôi anh Bình. Đúng rồi, 350. Dạ, 350. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo là trang vàng nha bà con. Đó, dạ. Một cây trang vàng. Tiếp theo, một cây trang vàng. Cây này thì nó tàn tròn rất là đều nha bà con. Đó. Chiều cao của cây là 70, tán ngang này là 86 nha. Cái này phơm tàn vàng xương thì rất là dày dặn luôn, tàn tròn đều. Đó, bông nở thì có thể là đi nó rụng nha bà con. Đó, thì cây này về bà con cứ việc cun tỉa. Khi lên đọt mà để ngoài nắng, lên đọt nó sẽ lên hoa nha. 20 yếu một tí nha. Thì cây này em giao lưu bà con giá 600 em bao ship toàn quốc nha. Mã số 41 nha. Dạ. Yeah. Rồi tiếp tục luôn. 42 nha bà con, 42. Tiếp theo 43 cũng đồng giá luôn nha. Thì lấy một cặp em sẽ giảm giá xuống nha bà con. Chiều cao cây là 70, tán ngang gì là 79 nha. Hoành vị trí này là 19 nha bà con. Dạ. Đó, một củ rất là to nha. Đó, thì cũng đồng giá là 600. Lấy một cặp thì em sẽ giảm giá cho mình. Đó, em bao ship toàn quốc cho mình luôn nha. Mã số 43 nha bà con. Cây thuần chậu. Rồi tiếp theo 44 lên cặp luôn đi. Cây đó thêm cây nữa. Ít 2 cây đi. Giá rẻ mà. 44. Đây. 45. Rồi 45 nha, một cặp nha. Cao như gì? Đó là nó 52, 55, ngang gì? 39 nha bà con. Thì cái này nó cao khoảng 53 thôi, 55 mà. Ngang gì 44 nha. Rồi. Thì hai cây này rất là già cây. Một cặp này 500 nha bà con. 13 ha. Cái này bó bầu cho đi hết nha. Đó, một cặp 500 ngàn bao ship toàn quốc nha, đồng giá. Rồi, đỡ cây. Rồi. 47. Đây, 46, 47 nha. 46, 47 thì cặp này 400 nha bà con. Rồi, chơi tới nóc luôn. Tới nóc luôn, cao là 48 nha. Ngang cao 50, ngang 48. Hai à. Cây mà hai chỉ cây. Có 400 ngàn thôi. Quanh này là 14 nha. Dạ, hai cây to luôn. Nha. Cái này tiền ship không hết luôn anh Bình. Một cặp 400, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó. Cặp 400 mà vui chú. Rồi, đổi cây, mã số 46 nha. 47 nha. Rồi cũng đồng giá 48, cặp 49. Này 48, 49 luôn. 2 cây luôn. Cũng 2 cây dạ. Luôn 400 nha bà con. Cao gì á là 57 ngang gì 60. Mấy này sẵn hết trơn hết chú. Về tỉa tay đâu có rồi. Nhẹ nhàng hết trơn là chơi. Cái là lấy bông tết chơi luôn nè. Cái này bắt đầu lấy bông tết được rồi nha bà con. Dạ. Hả, mình lỡ mà dùng ngoài thì lạnh lạnh là mình cool mình tỉa trước ha. Nó ra từ từ có bông luôn. Đó, đồng giá là 400 bao ship toàn quốc nha. Còn hết. Rồi tiếp tục luôn. 48, 49 nha. 50 là một cái ổ nha bà con. Rồi. À, cái ổ này thì giao lưu bà con giá là 1,2 triệu nha. Em bao ship toàn quốc cho mình nha. Rồi. Kiếm một thêm cái đi. Ổ tàu.
cao như vậy quý cô chú là 28 cây rẻ lựa chọn. Tổng cái chiều dài tán này là 68 nha, ngang gì là 44, quanh vị trí này là 16 nha bà con. Dạ. À, thì cây này em giao lúa bà con giá chỉ 1.100.000, em bao ship toàn quốc nha. Thôi chú ơi, cái này rẻ thì ủng hộ cho anh Bình, mấy mốt ảnh bán mắc mắc cũng ủng hộ luôn nha quý cô chú. Đó, 1.100.000 cái này chuẩn bị lên bông lên trái nha bà con. Cái này bỏ bầu cho đi nha, mã số 52 nha. Cái thân nó liền lắm, liền luôn. Thằng co quái rất là đẹp luôn. Rồi, đổi luôn anh Bình ơi. Đó. Tiếp tục luôn. 50. Cái đó là 51, 52 phải không? 52 hả? 53, 54 này nha. Bên cây Sam đó luôn đi. 3 cây lên là một combo, 3 cây cuối clip đi. Lên luôn. 3 cuối luôn, luôn cuối clip luôn. Đúng rồi. Đó. Đây chiều cao này là 24 nha, một cây sam trái xù, ngang nó là 28. Hai cây sam trái. Còn cây này thì 21 nha. Ngang như vậy, ở nó 30 30. Cái này thì thân ngón tay giữa em nha. Nó cực già luôn, cây này già rất là già, cây này cũng vậy luôn. Này thì hoành nó khoảng 12, cực kỳ già luôn. Còn cây sam bông này nó cao như gì là 40, ngang gì là 50. Hoành này là nó 18 thì ba cây này giá là 600 em bao ship nha. Cuối clip. Cuối clip luôn anh hả? Ừ. Nhiều đây thôi. Nhiều đây. Dạ. Thì cuối clip em chân thành cảm ơn bà con, rất mong được sự ủng hộ bà con. Bà con xem kênh thấy hay chia sẻ đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất nha. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi, em chào anh Bình luôn ha. Ủng hộ cho anh Bình ha chú. Clip có những cây rất là rẻ luôn. Con cảm ơn chú đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại những clip tiếp theo.